cái dàn này là chơi đỉnh cái gì? Này là ok lắm rồi. Ok lắm rồi hả? Này, cái này anh chơi trong nhà, trong phòng này, thoải mái rồi. Trời trời, tính mua để rẻ không sao rồi, mất tiền. Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel. Và hôm nay thì cũng là một clip mà mình đi lắp đặt. Thì hôm nay thì chắc mọi người nhìn vào đây thì mọi người cũng thấy được rằng là hôm nay mình lắp cái gì mà nhìn nó là lạ đây mọi người. Thực chất thì những dòng sản phẩm này thì từ bữa tới nay thì bên Thiên Vũ review khá là nhiều. Đó là dòng LED Setum MAUI 28G3 mọi người ha. Thì đối với combo này thì nhu cầu của khách hàng đó là tập trung chủ yếu chính đó là cho vấn đề là di chuyển. Để mà đôi khi anh đi đâu, anh mang ra ngoài trời chơi đi, thích đi đâu thì anh có thể mang đi chơi được. Cho nên là mình cũng sẽ lắp đặt theo cái kiểu là mang tính chất là di động. Còn khi nào để ở nhà thì anh cứ mang về nhà rồi anh kết nối, hướng dẫn cho anh kết nối là anh xài thôi. Thì bộ này thì mình sẽ phối ghép cho anh đó là một chiếc vang số VX8 của JBL mọi người. Và Mixro thì có sự khác biệt một chút. Thông thường từ trước giờ thì bên mình hay phối ghép là của dòng 6X599. Nhưng mà hôm nay thì mình phối ghép với dòng là DMX-U2008. Thì dòng này cũng là một dòng mic tới từ Trung Quốc, cũng là một thương hiệu là khá đình đám của DMX. Chất âm của nó cũng rất là hay luôn mọi người ha. Thì một lát nữa mình sẽ lắp đặt lên rồi mình sẽ set up rồi sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử khi combo này được lắp đặt thì âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào mọi người ha. Nói chung là hôm kia khách ghé showroom để test cho mọi người thì khách đã nghe và so sánh với một số dòng và khách đã quyết định là lựa chọn dòng LED Setum này bởi vì cái chất âm của nó và cũng như cái công suất và cũng như tầm giá của nó khá là ok, cho nên anh quyết định là lựa chọn dòng này. Tuy nó là hơi to hơn một xíu, hơi cồng kềnh một xíu so với những cái dòng loa cột khác, nhưng mà tập trung chính ở đây là chất âm và cái giá của nó như thế nào, giá mềm mà chất âm tốt, âm thanh lại lực, đó là cái điều quan trọng mọi người ha. Mọi người thấy là bao giờ thấy ai dùng cái này khui loa chưa? Là tiện tay gặp một cái gì là tớt một cái gì là làm luôn cái đó mọi người. Một cái này bao cùng hai da hai lớp mọi người. Một đời yêu nhau
Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã set up và cũng đã có test thử một vài đoạn nhạc và cũng như khách hàng đã có test. Thì không biết mọi người chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Và thực chất thì khi mà khách hàng test thì khách hàng có đánh giá là cái âm thanh rất là ok và cái tiếng ca rất là nhẹ và rất là ấm và rất là dễ hát. Đó là mình nói lại đúng y nguyên lời của khách hàng thôi, chứ không phải là mình chém gió đâu mọi người ha. Khách hàng đang ngồi đây mọi người. Đó. Thì bây giờ list thì mình tạm thời mình dừng tại đây, thì vì bây giờ mình đã còn đi lắp thêm hai trụ như thế này nữa. Quận 2 với bên Thảo Điền. Đó, bây giờ thì mình đi luôn, rồi lát nữa sẽ mời mọi người chúng ta cùng theo dõi ha. Nhưng mà trên trường là sao, trường có mồ hôi thì sao trên trường nữa của máu. Em chỉ nghĩ là bây giờ là cái kiện của em. Ok mọi người, và hiện tại thì mình đang ở quận 2 Thảo Điền mọi người ha. Và hiện tại thì mình đang ở quán Nam Mê. Và cái trụ loa thì mình cũng vừa khui và lắp đặt sẵn đây rồi. Thì đối với combo này thì khách sẽ sử dụng là bản mixer Yamaha DM3. Thì bởi vì là mixer chưa có hàng cho nên là hiện tại thì mình giao loa trước cho anh. Để tối nay anh có tiệc á, anh sẽ sử dụng nghe nhạc bách giao này kia. Thì đây là cái căn phòng đâu đó cùng diện tích tầm khoảng 50m2 mọi người. Đó, thì để một lát nữa mình xem mở và test thử âm thanh xem là góc phụ và cũng như là cái độ phóng của loa nó có xuống tới nơi thế kia hay không mọi người ha. Thế nhưng mà tối nay anh có tiệc sẽ tổ chức ở đây, thì sẽ sử dụng một chiếc loa này để background này kia. Còn ca hát thì đang chờ mixer về, thì cái đó mình mới mang qua và gắn thêm mixer Yamaha cho anh nữa. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, thì bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm ha. We'll be right back.
nấu ăn. Trao cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết mãi mãi chỉ là lời gian dối. Chỉ một lời trên môi anh thôi, người ơi em vui rồi. Thế nhưng em nhận lại gì đây? Nó chỉ cắm vô vậy thôi, giờ mình không xài thì mình rút ra vậy thôi ha. Là đúng rồi, không rút ra thôi. À, không có khớp, không có gì hết á. Giờ tìm chút cái quạt anh nha. Quạt hơi hay thử lại đi. Không. Thằng DBL bây giờ nó cũng đẹp rồi đó. Vâng, của DBL thì nó cũng đẹp. Con tát từ mấy một con DBL á. À. Hey, so, hey, so, hey, so, babe. Nào, chú ơi, chú chứ. Mười, hey. Mấy chậm cho tăng thoải mái, như thấy hú rồi dạ. Nhưng hồi này em để bốn mấy cho hú đấy. Mày thấy luôn, thấy làm thì có 2 mất. Nên tuyệt đối đừng bấm, đừng bấm chuyện mót. Đó, đó, đúng rồi đó. Bây giờ bữa hôm Vũ có nói anh là anh làm có nhiều người anh ta kỹ. Đụng, đừng có đụng vô cái vàng của người ta. Đụng vô nó thay đổi, cái cao không được, là không có giao khách đụng vô á. Các con khác không sợ. Đúng không? Các con khác là vô tư đâu, thoải mái. À. Anh có làm gì làm thì anh tắt hết về. Rồi sao gì thùng vậy đó hả? Dạ. Trời, rồi không có mấy thùng nữa, mấy thùng đó thùng hàng của anh hay sao? Ừ. Mấy khốt kép nó đố cho ghê quá. Ủa cái vàng này là chơi đỉnh cái gì? Này là ok lắm rồi. Ok lắm rồi hả? Này, cái này anh chơi trong nhà, trong phòng này thoải mái rồi. Trời trời, tính mua để đẻ sao lòi nó mất tiền. Cái gì chứ?
đi dạy gì. Còn lúc này thì em cố định 3 giờ. Còn bây giờ bass em muốn bao nhiêu bao nhiêu tùy là tùy theo cái ý. Nhưng em bây giờ lên 12 giờ. Rồi cố định là chỉnh đó không? Cố lên là chỉnh. Cái này cố định cho mình ở mức này. Cố định em mức này ha. Còn bờ cái nó bờ nó tốt thì anh cứ còn trở lên anh lớn nhỏ vào lòng ở trên iPad hoặc điện thoại có thứ gì trên đó. Chỉnh theo mắt thôi. Đó là cái cứ cố định như vậy. Nếu ngày nào tình ta trong phai ngày vui của em cùng anh trên đời là hôn tim em về nơi cuối trời em ơi bao.